Rồi, chào các bạn, hiện tại là khoảng hơn 12 giờ trưa ngày 12 tháng 1 2024. Ăn cơm trưa ha. Đầu tiên chúng ta sẽ có món canh chua cá ba sa. Ở đây sẽ có bạc hà, có cà chua, có bông xò đũa, có thơm. Kế bên là cá chiên, kế nữa là bông bí xào tỏi. Cái quan trọng nhất chính là cái này các bạn, đây chính là cái mình muốn nói nè. Hôm qua mình đi chợ Bà Hoa thì có mua chai tương ớt, cô bán hàng á thì cô nói là làm từ vùng phá Tam Giang của Huế ha. Đây các bạn xem nha, các bạn bye, em lấy ra cho các bạn, đừng có chạy qua gặp xíu rồi quan sát, nó cực kỳ cay luôn các bạn, cay lắm luôn nha. Bản thân mình là một người ăn cay mà cảm thấy nó cay á, có nghĩa là chúng ta chỉ chấm chút xíu thôi là cay cả cái khoang miệng luôn, cay rất nhiều. Một trong những loại ớt cay nhất mà mình đã từng ăn ở Việt Nam, và nó rất thơm. Thì mình nghĩ là 120.000 đồng cho cái chai tương ớt này các bạn có thể sử dụng chắc là vài tháng á. Là bởi vì hôm qua mình ăn á, mình chỉ cần chấm chút xíu thôi đã thấy rất là cay rồi, cay hơn ớt hiểm nhiều, cây xé miệng luôn á và rất thơm nha. Nếu các bạn muốn mua loại tương ớt này thì ghé qua chợ Bà Hoa và xem lại video cũ nha, mình có quay 120.000 đồng cho cái chai nhỏ và chai lớn mình nhớ là 200.000 phải, cay lắm luôn á. Rồi thôi chúng ta ăn cơm. Hãy subscribe.